Vâng, và tiếp tục em cũng test con QC1500A gửi cho bác Nghiêm ở Hải Dương. Bác cũng ủng hộ và lấy sản phẩm bên em rất là nhiều. Con này xuất Âu điện 220-224, rất là tiện nha. Đặc trưng của dòng QC thì nó hay hơn cái tầm tiền chúng ta đầu tư rất là nhiều. Bù lại thì cái ngoại hình của nó thì đậm chất Mỹ, nó không có bắt mắt như những cái thương hiệu như là Crown hay là Boss. Nó về thiên về độ kiểu như chất Mỹ các bác, nó thiên về độ chất lượng thôi, còn về hình thức thì nó ít. Là đặc trưng của dòng QC thì nó đơn giản thôi, hay lắm nha bác. Đây là bộ dây kèm theo nha. Nếu các bác đã nghe ở video trước em test con Boss 1600 thì QC nó sẽ 1500A, nó cùng chung công suất nhưng mà giá nó hợp lý hơn, nên là các bác thường chơi những dòng QC thì nội nói là nó ngon hơn tầm tiền rất là nhiều, và tiếng nó ấm hơn Boss nha, nên cái Boss thì nó sáng tiếng hơn, nó gọi là giải cao nó mạnh hơn, nhưng mà con QC nghe tiếng rất là ấm, mạnh ấm. Rồi xem xin chấm dừng video nha.